Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà một buổi chiều. Đấy, cả nhà một buổi chiều này vừa mưa, có trận mưa đẹp quá. Mát rồi, nóng thật. Nhưng lại đang này mùa mưa có ốc mà cả nhà, ốc núi đấy. Cả nhà, thế hôm qua mình bảo cho chú Xuân sáng nay chú đi làm ca đêm về chú mang cho mình. Đấy, bảo chú nhậu cùng chú không nhậu mà mệt chú còn về nghỉ tối còn đi làm. Thế bây giờ mình không kiếm được người lại một mình lại làm thôi. Mình lại review chia sẻ cả nhà cùng xem nhá. Chú mua cho mấy cân ấy. Mình làm khoảng độ 2 cân thì còn cho đi. Không có ai ăn, không kiếm được người ăn, người ta bận. Nó như là đi làm mới ăn rồi ông bữa đầu với Hải đây cũng bảo ăn rồi Hải bảo chịu còn tí còn về còn đi làm rồi. Nên ngồi uống non bia xong nó về, nên một mình lại chia sẻ cả nhà nhé. Lại ốc lúi hấp với lại xả lá chanh ớt nhá. Mình nha. Ốc đây cả nhà. Gọi là con còi. Đấy, ốc còi. Còn đây là lá chanh này, mình vừa lấy lá chanh xả ớt này. Đấy. Mình sẽ cho hơi nước vào để sôi cho mình cho nó sôi cả nhà, cho vào là mình mới cho ốc vào như cả nhà nhé. Được theo đúng kiểu truyền thống. Cho thêm tí muối vào, ít thôi cho đậm hơn cả nhà. Một tí ăn mình còn là nước chấm ngoài cơ mà. Thì nó sôi đây là mình cho ốc vào nhé cả nhà nhé. Đây, từng này ốc. Mình review chia sẻ cả nhà xem, không có người cũng phải làm cả nhà có nhận không? Không làm này, có đông có người ăn thì nó vui, có cũng phải làm không làm này không có video chia sẻ, mệt lắm cả nhà, ăn một mình lại khổ nhọc, thôi chấp nhận thôi, công việc của mình mà. Bây giờ mình sẽ đi làm bát nước chấm măng ớt đã nhá, ngon chưa cả nhà? Măng ớt thơm phức. Mình sẽ lấy nước măng để làm nước chấm nước măng thơm nước cả nhà với muối măng tre nhá. Đây, măng tre lấy nha, nhà của tôi nó mang lên đấy, nó mang cho các biển nấu là ngâm nấu một đọt đầy của các cháu ăn hết rồi nha. Thơm lắm cả nhà này, đúng là ăn mình lại bún bánh phở buổi sáng thì nó tuyệt vời, mà nước chấm nước kia là người nhà các người hút thêm một hai cái măng nữa là sướng lắm. Vậy là đã được xong bát mắm, nước mắm nữa mình sẽ chế nước mắm, mình chính nước măng chua và măng đấy là làm bát mắm chấm ốc nhé cả nhà nha. Đấy, bây giờ nước đã sôi rồi cả nhà, đấy là bây giờ mình sẽ cho ốc vào nhé. Đấy. Ra cái vài cái lá tinh dầu của chanh với xả là tốt rồi. Đấy. Họ bảo luộc kiểu này thì nó không nhớt ra cái gì. Người thì luộc nước mẻ năm ngoái mấy năm trước mình cũng làm nước mẻ rồi, ngâm luộc nước mẻ là đủ. Xào xả ớt. Ốc núi xào xả ớt cũng làm rồi. Bạn nào xem rồi biết, còn là luộc cái cách này. Một cái này họ bảo là cứ đun xả lá chanh như thế này, đấy cả nhà, xong là xôi cho ra hết hương vị rồi bắt đầu đi xả ốc vào, là ốc lúi luộc xả ớt chia sẻ cả nhà, lá chanh, một mình chia sẻ cả nhà review đấy, kiếm người khó rồi, anh em nó đi làm nhưng nó nghỉ ngơi mệt chắc nó không nhậu được, lại một mình chia sẻ thế, lúc là rảnh rỗi gặp thì lại tốt. Ốc con này mà gọi cũng không có người nào đâu, báo cáo hết. Đấy, đã xong cả nhà ơi, ngon chưa? Em mời cả nhà nhá, nước mắm nước sấm. Một mình vừa làm một đĩa vẫn còn là một đĩa từ này nữa, nhưng thôi ăn từ này thôi. Đấy, mời cả nhà nhá, ốc núi luộc xả ớt lá chanh. Mời cả nhà nhá, ốc núi. Ôi trời ơi. Mình chia sẻ cả nhà rượu ốc núi. Đấy, quấy cả cái ruột này. Ốc này cỡ này thôi. Lá chanh.
bằng ơn. Luộc cái này không có nhớt đâu cả nhà. Tuần đấy. Sau cứ bài này là được rồi. Cái này mình nhờ với chú Xuân chú lấy hộ cả nhà. Mấy cân thì cho một nửa, không có người ăn cũng cho một nửa đấy, bớt lại một nửa này. Mùi ngon này mà không có bạn nhiệt. Rượu. Ây da. Nóng quá cả nhà. Hai quạt, một quạt hơi này, một quạt hơi nước khổ. Mình nóng không chịu nổi. Mình quạt hơi nước khổ mọi người. Mình chè rất thơm này cả nhà. Thơm cực kỳ luôn, này ăn mấy bún bánh phở buổi sáng sớm. Muối cái măng chè này rất đơn giản lắm mọi người. Nước sôi để nguội. Muối, rượu. Điểm thế thôi, tỏi. Dùng muối giấm. Muối giấm là mình ăn nó không thịt, cả nhà nó nấu cái giống giấm nó đánh hay nấu măng lắm. Giấm là người ta làm ở hàng kia người ta làm nó nhanh. Ăn nâu. Ăn nâu hết một nọ muối giấm là nó nhúc hết. Thì nói là cái miếng nó chanh thơm. Mời cả nhà. Rượu ốc núi. Lấy nông dím này. Ăn ốc núi là kiểu anh chỉ có khuê thêu không. Nhưng ruột ra nữa không. Nó bùi bùi nó ăn toàn lá cây mà. Nó cũng có bà Hiền. Cái món này người ta cũng e dè ăn cả nhà. Nhiều người ta không, nhiều người ta không 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 dám ăn. No.
ngon lắm rồi, ăn nó giòn, giòn nó không nhớt đâu rồi. Giấm mỡ ớt này mà ăn với măng, ăn với phở, cuốn bánh buổi sáng ngon lắm, mì tôm. Đây à, vừa đầu bếp Hải ở đây bảo nấu các ăn đã bảo thôi nó còn đi làm ca đêm mà cả nhà, làm từ 6 giờ đến 6 giờ sáng, nó tối nó được. Đầu bếp Hùng gọi bận đang làm không vào được. Ngâm ớt là cái măng này nó cay lắm cả nhà. Cái cây nó cái măng nú đấy nào, nó chảy cả nhà nhá. Đã đợi cho điện. Ngày xưa thì làm được ai ăn cái con này cả nhà, bây giờ cái dí ngăn chúng mình vào rừng đi cái loại này thì đầy toàn con to tướng, mưa nó bò ra đây rồi nối đi mòn không ai ăn. Ba chục năm đổ về đây ăn nó đua nhau phát triển. Con ốc này mới là một con cái loại con ốc cũng giống giống này nhưng mà nó vỏ mỏng hơn, nó không có nắp, con đấy gọi là con nưa ăn tất chúng ta. Ốc núi, cua núi, con cua núi to nó vét đấy cả nhà, bằng bàn tay này, chân càng nó màu vàng đẹp lắm. Mưa là bắt đầu nó mới trong hang ra trên tận đỉnh núi cao, con này với con ở đấy. Là nó uống nó ăn nó nhai cái lá chanh nó thơm ấy.
ngon này cả nhà, đúng là ốc núi đồng mùa. Bánh măng đấy, hôm nay mình chia sẻ nhé. Lâu rồi hôm nay đồng mùa mình làm cái món ốc núi luộc xả ớt, chia sẻ cả nhà xem là hôm nay là làm cái video có một mình thôi đấy, cả nhà xem nó hay mới lần sau cho mình làm cái ký kênh chia sẻ mời biết nhé, cả nhà theo sau các nhá, ốc núi luộc lá chanh xả ớt nhé, tuyệt vời luôn đấy cả nhà.